đoàn công tác của Sở Tư pháp do ông Lâm Minh Công, giám đốc sở, làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Kiên Lương về công tác tư pháp trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2019. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Kiên Lương, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác tư pháp trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện khá đồng bộ và đạt được những kết quả tốt. Ngay từ đầu năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng tư pháp huyện tham mưu ban hành 8 kế hoạch và một số văn bản triển khai hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải trên địa bàn, đồng thời triển khai đến các cơ quan ban ngành cấp huyện và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn để tổ chức thực hiện. Các cơ quan đơn vị trong huyện cũng tập trung tổ chức tuyên truyền các luật mới ban hành như luật đất đai, luật hộ tịch, luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, luật tín ngưỡng tôn giáo, luật trẻ em. Trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực trong 6 tháng đầu năm, cấp huyện thực hiện đăng ký hộ tịch được 132 trường hợp, chứng thực sao y bản chính trên 6.300 trường hợp, cấp xã giải quyết đăng ký hộ tịch cho trên 4.500 trường hợp, chứng thực sao y bản chính trên 16 trường hợp với tỷ lệ hòa giải đúng hẹn đạt 100%. Cũng trong 6 tháng đầu năm, huyện Kiên Lương quan tâm củng cố kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở. Hiện nay toàn huyện có 44 tổ hòa giải với 272 hòa giải viên. Từ đầu năm đến nay, các tổ hòa giải tiếp nhận 140 vụ việc, đã đưa ra hòa giải 140 vụ, trong đó hòa giải thành công 114 vụ, đạt trên 81% số vụ việc tiếp nhận. Tại buổi làm việc, lãnh đạo và cán bộ tư pháp các xã thị trấn nêu lên một số vướng mắc trong công tác chứng thực, cấp giấy khai sinh hộ khẩu, vướng mắc trong quá trình ban hành các văn bản hành chính trên lĩnh vực đất đai, đã được đại diện các phòng ban của Sở Tư pháp giải trình và hướng dẫn thực hiện.